Hôm nay mình sẽ trang điểm cho một người phụ nữ nói nhiều nhất thế giới. Má mình. Nếu mà mình sẽ mặc áo dài nha mọi người. Một cái rất là sến. Họa tiết rất là lạc. Và cái màu vàng này cũng ok. Mẹ mình rất là khó làm. Này nó nhăn nó sệ nè. Gớm không? Nhăn cái ghê vậy. Xịt vậy chứ không phải à. Mình lấy tay mình thay trong đó à. Giờ mới ra nữa à. Đời mới nữa. Nhiều mấy lớp dữ rồi. Cô dâu mà nhiều lớp dữ. Da quá trời đẹp luôn mà kêu ít lớp. Lấy cái bèo hơi nước ủi phà là làm một cái được không? Nãy giờ 4 lớp rồi nha. Mất 2 lớp à trời. Ở một kìa phải sức tuyết mặt mày quá. Xù tóc gì trộn vô sức. Rau ria nè. Mà làm sao cho nó bành ra mập lên mới được. Trang điểm chứ phải phẫu thuật. Cái máy điện thoại này nó bóp. Phải trang điểm. Nó bóp cái mặt. Không có bóp người ta quay. Muốn phùng ra. Người ta quay camera thường. Tao thấy cái bà mập cái nó làm sao thành nó ốm rồi. Máy nó ghê lắm rồi. Bây giờ làm TikTok nhét miệng hát bài hát đó phải TikTok à? Chứ phải TikTok. 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 Nó hát á, cái miệng mình nhét bài đó mà cái người khác hát đó không? Những ngang ngang nè con. Đừng ngang ngang chứ ghê lắm, tao ghét ngang lắm. Để mày đánh cái mày to quá, có quà thơm mà mua. Không mua cái đó, cái mà để lên vậy nè, bự tròn chặn. Được, được chưa, ok chưa? Ai thấy đường đâu nói. Mà đánh mắt là cực khổ nè. Bây giờ cái áo màu gì người ta làm màu đó mày ơi. Có vẻ sang sang lên giống Diễm My vậy đó. Mà Diễm My thì ốm, sinh dưỡng. Màu cũng như tím tím mà hả? Không có tím. Tím rịm mà. Dễ màu lấy mấy này quên rồi. Đây nè, đây nhăn mặt đó, nhăn mặt đó. Thun vô mùi phân kéo mà, biểu kéo. Thun ra thun vô mùi phân. Giống máy chè quá. Môi quá mỏng sao các bạn phải đi tiêm. Trời ơi, dày quá mày, dày quá. Môi thấy bực kia, muốn chở đi tiêm liền luôn á. Mệt quá. Cô đi cho đánh môn vậy? Hoài luôn á. Ê, mày làm dưới trái tim. Thấy chưa đó. Ê, dưới trái tim. Tim gì mệt quá. Mày đánh cái mồm cho xong rồi nè. Ngưng nó chút xíu là nín thở hay sao á. Môi rất mỏng phải đánh cho nó dày cho nó tràn bờ đê ra. Dày quá đi ghê. Trời, tao đánh môi chỉ trong vòng 30 giây à. Mày đánh lâu rồi mày. Mày nói gì nãy giờ liên tục mà sao không có lâu gì mà lâu. Được 3.000 like á. Trời ơi. Ai like không nè. Ok, bây giờ mình sẽ đi make up và chụp hình. Mày mướn mẫu là nhiêu tiền hả? Trời ơi, cái mẫu này là cho tiệm nhóm làm đó nè. Rồi, đẹp quá nè, sang quá nè. Vậy muốn mắc cái gì vô nữa? Cái thằng mắc hơi lé phải không? Ờ, đó mày làm. Bị lé hay sao ta? Lé á vợ. Rồi bây giờ mình sẽ biến hình nha.